đều phải làm bệnh án độc qua bạn. Bệnh án đó theo quy luật là mỗi một ngày chỉ được sửa 10 bệnh án mà thôi. Riêng thứ bảy và chủ nhật có thể sáng 10 bệnh án, chiều 10 bệnh án. Có nghĩa là nổi cái ngày thứ bảy không là 20 và chủ nhật không là 20, nó là 40. Mà chúng ta có 52 nên có thể giải quyết cho xong. Nhưng mà đó là tuần đầu tiên. Mà quy định của các bạn là thứ tư là các bạn đã phải nộp một nhóm. Thông thường là tổ trưởng quy định là bao nhiêu? Khoảng 7-8 bệnh án gì đó. Rồi thứ năm cũng như vậy, 7-8 gì đó. Rồi thứ sáu 7-8 gì đó. Có nghĩa là tới đây các bạn đã khoảng 25 bệnh án rồi. Như vậy còn là chủ nhật thứ bảy và chủ nhật. Nếu chúng ta làm việc đàng hoàng là hết chủ nhật chúng ta đã xong hết toàn bộ. Chưa kể có một số bạn sẽ được sửa bệnh án qua Zalo nữa. Được chưa? Như vậy rõ ràng nhóm của chúng ta có rất nhiều vấn đề đã xảy ra mà xưa giờ chưa từng có. Vậy tôi hỏi là lỗi nằm ở đâu? Các bạn biết rằng cái quan trọng nhất để qua được bệnh án của thầy đó là mẫu bệnh án tiền phẫu và hậu phẫu. Thì cái quan trọng bệnh án hậu phẫu là cái bệnh án mà bệnh nhân đã mổ rồi và nó chỉ bắt đầu chính thức tính từ lúc bạn khám bệnh. Có nghĩa là hậu phẫu ngày thứ mấy gì đó của cái bệnh gì đó, từ đây trở đi mới là bệnh án của bạn. Còn từ đây trở về trước nó là bệnh sử. Có nghĩa là nó phải nằm lọt hết vô bệnh sử. Thì trong tình huống này tất cả các cận lâm sàng đều phải rút gọn tối đa. Tại vì nếu các bạn làm giống như bệnh án tiền phẫu thì cái bệnh sử của bạn hết 10 trang rồi. Hiểu được chỗ này chưa? Cho nên những cái bệnh án nào hậu phẫu mà cái bệnh sử quá 3 trang A4 đều bị trừ điểm rất là nặng. Nhưng các bạn gồm lại, coi lại hết tất cả bệnh án các bạn coi, thầy liếc qua một cái bệnh sử là đều là 6 trang trở lên, thậm chí có cái 8 trang. Bạn quất 3-4 cái hình CT vô đó, sáng thôi thì chỉ cần một cái hình nhỏ CT để chứng minh rằng bác sĩ đó đã mổ đúng mà thôi. Và toàn bộ bệnh án của bạn quan trọng nhất nằm ở đâu? Nằm ở cái phần biện luận. Biện luận là gì? Với cái option đó là đúng hay sai. Giả sử như chúng ta có một cái sỏi thận như thế này, sỏi hút nói như thế này, 10 nhân cho 12mm, hao phiếu là 900, thận ứ nước độ 1. Bệnh nhân nam 45 tuổi, cao 1m65, nặng 70kg. Trong trường hợp này bác sĩ đã chọn Labaro. Được chưa? Các bạn thấy đây đâu phải là first choice. Rõ ràng đây không phải là first choice. Nhưng bác sĩ đã chọn. Và hôm nay là hậu phẫu ngày thứ hai. Bắt buộc các bạn phải biện luận rất là dữ chỗ này. Trong trường hợp này theo em, option first choice trong trường hợp này phải là ESLUL. Nhưng vì lý do gì đó mà bệnh nhân này đã không được thực hiện ESLUL. Rõ ràng với bệnh nhân này ESLUL tốt hơn chứ. Được chưa? Bởi vì half-field nó có 900 mà. Được chưa? Tuy nhiên vì bệnh nhân quá nghèo, vì bệnh nhân gì đó bảo lý luận tiền các bạn. Thì cái lý luận đó các bạn sẽ được cho điểm. Được chưa? Các bạn vô là bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng, chẩn đoán kịp thời, bác sĩ có tay nghề, chuyên môn cao, cho nên cái này kết quả tốt, bạn rớt rồi. Ngay đây là các bạn thấy suýt rớt rồi, nhưng mà thường thầy không có cho rớt liền. Mà thầy phải hỏi tiếp, nếu đây là ba của em, là anh ruột của em sẽ chọn phương pháp nào? Thưa thầy, em cũng chọn Labaro. Ok, vậy em rớt. Vì ba của em mà em còn đem ra giết thì huống gì ai? Nếu em ra bác sĩ, em sẽ trở thành tội đồ thiên cổ. Em sẽ coi thường đến mạng mình rồi. Được chưa? Trong trường hợp này, first choice phải là ESLUL. Second choice sẽ là laser. Mặc dù các bạn thấy hơi cao, nhưng mà bởi vì nó độ 1 cho nên cục sỏi nó đâu có chạy đâu được. Cho nên cái thằng laser nó theo, tới đâu nó cũng theo được hết. Và bệnh nhân ngày hôm sau xuất viện không có thể gì hết. Cái cuối cùng, third choice mới là Labaro. Còn trường hợp này các bạn bị lượng mổ mở sai, bệnh án nó rớt. Chả có đâu bây giờ làm cái này là open. Chúng ta hiểu được chưa? Như vậy, với cái bệnh án của các bạn qua được bệnh án hậu phẫu, khó, vô cùng khó. Tiền phẫu thì nó dễ hơn một chút. Có nghĩa là từ lúc bắt đầu các bạn khám bệnh, đã là bệnh sử. Tuy nhiên, các bạn sẽ chết ở cái chỗ tiền sử. Có nghĩa là gì? Bệnh nhân đi khám bao nhiêu lần, từ hồi trước tới giờ. Và lần này vô cũng là nguyên nhân của những bệnh cách đây 15-20 năm kỳ trước. Do bác sĩ sai, hoặc bệnh nhân điều trị không đúng. Thì tất cả vẫn là bệnh sử, dù thời gian là bao nhiêu cũng không biết.
Chúng ta hiểu được chưa? Như vậy, có những cái mới cách đây là 6 tháng nhưng mà đã là tiền sử. Ví dụ như bệnh nhân đến gì chẩn đoán sỏi hai bên, rồi sau đó đã giải quyết bên trái ổn định, và bây giờ bệnh nhân vào bệnh viện vì theo lịch hẹn hay là thật cái gì đó, và kỳ này vô giải quyết bên phải, thì cái phải và trái nó không liên quan nhau, cho nên cái trái kỳ trước người ta có khuynh hướng là để về bên tiền sử, nó không liên quan. Nhưng thời gian gần quá thì thường là các bạn để trong bệnh sử luôn cho nó dễ theo dõi. Nhưng cách đây 3 năm bệnh nhân đã giải quyết bên trái, kỳ này vô giải quyết bên phải thì 3 năm phải là tiền sử. Còn nếu các bạn để bệnh sử cả bạn cũng không bị trừ điểm nặng, tuy nhiên nó không có đúng đâu. Được chưa? Rồi, tới cái phần trả lời các câu hỏi. Các bạn phải qua được rất nhiều câu hỏi thì các bạn mới đậu được. Câu hỏi số 1 là công thức máu giảm tất cả vấn đề liên quan tới blood. Các bạn phải qua được. Trong đó đặc biệt là hepcidin. Gần như không bạn nào biết hepcidin hết. Gần như 99% sinh viên không biết hepcidin là cái gì. Một bệnh nhân bình thường đến với một cái thận ứ nước độ 2, sỏi niệu quản và hồng cầu trong máu 4.5, hemoglobin 10. Trong trường hợp này thầy hỏi hemoglobin tại sao 10? Bạn trả lời là bệnh nhân ăn uống kém, BMI 24. 24 ăn uống kém cái gì? Được chưa? Bệnh nhân là bla 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 bla. Chứ nếu tất cả trường hợp này các bạn phải xoay về hepcidin. Bất cứ một cái viêm nhiễm mãn tính nào kéo dài đều sản sinh ra hepcidin trong máu. Và chất này nó ngăn chặn cơ thể không cho sử dụng sắt. Vì thế bệnh nhân đã sống trên đống vàng nhưng mà chết đói. Ta hiểu được chưa? Rồi, bắt buộc phải qua, bạn nào không qua được cái này là rớt. Kế đến là điện tâm đồ, phải đọc được. Phải đọc được điện tâm đồ. Các bạn phải qua được các kiến thức tối thiểu về điện tâm đồ. Thứ nhất, khử cực của tim từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ sau vào trước. Phải thuộc lòng cái khẩu quyết này. Và đặc biệt là ở D3, phải đọc được các chuyển đạo trước vách, các chuyển đạo của động mạch LAD, các chuyển đạo của động mạch circumflex, các chuyển đạo của các động mạch LCA, bị bệnh lý, biểu hiện cái gì, phải đọc được. Không đọc được các bạn không lớp, nhưng điểm rất là thấp, thường là khá trừ, tối đa là khá. Rồi, cái phần phổi các bạn phải đọc được tiêu chuẩn ABC, Airway, Bone và Cardiac Silhouette. Đối với nữ bi còn thêm một bi nữa, đó là Breast Shadow. Phải qua được. Nam chỉ có một bi thôi, đó là bone calcification, bone ossification, nói chung là về bone. Nhưng đối với nữ ngoài bone ra còn phải breast shadow. Như vậy để đậu được cái bệnh án dưới tay của thầy, các bạn phải qua được hậu phẫu là rất khó khăn. Khó khăn nằm ở chỗ lượng này. Bác sĩ đó làm sai, bác sĩ đó làm sai, bác sĩ đó làm sai. Rồi tiền phẫu đa số các bạn rớt ở cái chỗ bạn tưởng đâu là cái lý do kỳ trước và lý do kỳ này khác nhau, giống nhau gì đó các bạn để tiền sử sáng. Rồi phải qua được ít nhất là ba cái này, một trong ba cái này. Khi các bạn qua được một trong ba cái này thì các bạn mới vô tới option. Nhắc lại, option là của bác sĩ đưa ra, còn choice là của bệnh nhân chọn. Bác sĩ không được đưa ra choice. Chúng ta hiểu được chưa? Vì khi chúng ta đưa ra choice, lỡ vô nó không đúng như mình dự đoán, bắt buộc phải chuyển mổ mở hoặc bắt buộc phải làm gì đó, chúng ta không còn được lui. Còn một khi mình đưa option, bệnh nhân chọn choice, thì khi chúng ta muốn có đường lui, chúng ta gọi người nhà lại, cái này là ông bà chọn nha, không phải tôi chọn đâu. Hồi đầu tôi nói là chọn cái này đi, không nghe tôi, bây giờ chọn cái này. Bây giờ chúng ta nói, trong trường hợp này, option 1 là ESOL, option 2 là laser và option 3 là laparoscopy. Tuy nhiên bệnh nhân nhất định chọn option 3. Dù lý do gì đó ta không biết, ta phải chuyển mổ mở. Xong, bữa hôm sau, bệnh nhân nói, bác sĩ làm sai. Tại sao mổ mở gia đình tôi không báo? Tôi đã nói, chúng tôi đâu có chọn option 3 đâu. Chúng tôi chọn 1-2 mà, ông bà kiên quyết chọn option 3. Đâu phải tôi chọn. Và trong mẫu xẻ nào cũng đều có thể chuyển mẫu mỡ. Và hiện nay cả thế giới đều coi rằng cái chuyện laparo chuyển mẫu mỡ là chuyện bình thường. Một khi phẫu thuật viên thấy không an toàn cho bệnh nhân, hoặc có rắc rối của cục mổ, hoặc nói chung phiền phức cho game B, đại loại là gì đó, thì người ta sẽ chuyển mẫu mỡ ngay. Có những cái chúng ta không dự đoán ra.
không tính trước được. Ok, ở đây hết.